Interaction of mind, mind, mind. Cây tô vít thông thường, nhưng mà nó có một cái thứ không thông thường, đó chính là cái đoạn dài này. Thì tô vít khi mà nói độ dài của tô vít thường, người ta bỏ qua đi cái đuôi này đó. Tô vít này nó có độ dài là 300, tức là cái phần lưỡi này nó sẽ là dài 300, tức là phần trắng này, bỏ qua cái phần cán này ha. Thì nó độ dài của tôi biết, người ta sẽ bỏ qua phần cán này và người ta nói cái phần này thôi. Phần này nó sẽ là 300. 300 thì mình sử dụng trong đó. Chính xác 300 ha. À, dài 300. Để sử dụng trong các cái môi trường, khu vực mà sâu, nằm sâu trong hóc hẻm gì đấy. Thì về cơ bản tôi biết của Elora thì nó có chung điểm chung là cái cán nó sẽ giống nhau hết. Về mặt cùng một thiết kế. Quacholit, tên của cái loại cán này hãng Elora đặt độc quyền là tên là Quacholit. Thì nó đúc theo cái khuôn nắm tay. Là khi mình cầm vào đây là nó vừa cái khuôn nắm tay, nó vừa khuôn tay nó vào lõm vào đây luôn. Hay vào đây luôn ha. Đó. Cầm đó. Là cái cán. Như vậy thì cán nó sẽ giống nhau. Ở cùng size nó sẽ cán nó sẽ giống nhau hết. Trên Tovit thì loại này là loại thân tròn. Thân nó tròn, cái thân của nó hình tròn. Còn gốc của nó gốc thẳng luôn, không có gì cái gốc trơn. Còn cái này, thằng này là gốc lục lăng này. À, gốc này gốc trơn này. À. Rồi thì trên tô vít thì họ sẽ, ở kim cán họ sẽ khắc là dè sẵn vào đây. Thứ nhất là cái dòng của nó, dòng này dòng 547. Loại này là loại đầu bagge hay đầu cọc. Size là PH1. 300 thì sẽ giống nhau hết. À. Thì sang cái thằng này đi. Đây. Đây thì nếu mà nó có hai size đây thì sẽ là 6.0, thì là cái đường chiều dài của cái chiều rộng của cái lưỡi. Phần lưỡi đây. Phần lưỡi của Tovit thì bao giờ hãng Elora sản xuất bao giờ nó cũng sẽ chia làm hai phần, một phần màu trắng và một phần màu đen. Thì cái phần màu đen này chính là cái phần công tác. Thì 6 sẽ chính là cái phần đen này này. Để đây sẽ thấy này. Đó. Thấy không? 6. Đó. Bạn coi chi tiết trên catalog bạn sẽ thấy có thêm độ dày của cái lưỡi này nữa. À. Có hai thông số. Nhưng ở đây người ta quan tâm là độ rộng của cái này và chiều dài của cái phần lưỡi này. À. Ở đây mình có hai size. Một size lớn là size 6. Size nhỏ nữa là size này là size 4.5. Họ in vào đây để cho mình khi mà mình bốc lên mình nhìn vào đây mình biết ngay là cái size của nó, kích thước của nó cỡ nào. Đó. Độ rộng của cái này sẽ là 4.5. Nhiều người hay hỏi là tô vít phi bao nhiêu đấy, 3 ly, 4 ly thì là thường hay nói đến cái thân này. Nhưng mà cái thân này đôi khi nó sẽ không đúng, bởi vì cái nếu như toàn bộ phần đây nó song song với nhau á thì ở đây bao nhiêu ly, ở đây ra cái miệng nó là bấy nhiêu ly. Thì nó may mắn nó đúng, như một số loại tôi biết thì sẽ đánh cái phần này nó sẽ rộng ra một tí nữa. Thì trong trường tình huống đó thì cái thục cái thân này bao nhiêu ly thì bạn nói thì có thể nó sẽ bị sai. Ví dụ đấy nha. Đây là một tình huống rất là dễ phân biệt. À. Cũng là tôi biết dẹt đây, nhưng cái thân của nó ở đây thì nó bằng. May mắn là cái loại dài như này, cái thân trục nó sẽ bằng. Thì ra đầu đây nó sẽ tương ứng với lại đường, độ rộng ở đây nó sẽ tương ứng với đường kính của cái trục này, thân này. Nhưng đây là cái mà phần thân và phần lưỡi là nó sẽ khác nhau. Bởi vì là cái chỗ này nó bè ra này.
thì mỗi cái nó sẽ có một những cái công dụng khác nhau. Thành ra là các bạn khi các bạn quan tâm, các bạn hỏi thì các bạn mua tô vít thì bạn nên nói về độ rộng của cái này và độ dày của cái lưới này. À, cái phần này, phần màu đen này họ tôi thêm bởi vì nó chống mài mòn, chống tòe đầu gì đấy. Ok ha. Rồi, ở đây nó có thêm một loại nữa là loại ba ke. Đầu này đầu ba ke, đầu bốn cạnh. Thì cái phần lưỡi này các bạn được tôi thêm một phần đen này. Rồi, thân tròn, song song ra tên tận đầu luôn. Ba ke thì ít quan tâm đến song song hay không lắm. Rồi, ở trên đây họ sẽ ghi luôn là pH 1. Cán. À. Rất là dễ cho người sử dụng. Rồi.